Weil eigentlich ist Phoenix aber zuverlässig. Ja, ich sag mal. Chica. Wenn sie kommt, warte ich ja gern auf sie, aber ich sag von ihr, dass ich nicht machen muss. Das geht huschi huschi und da ist er fertig. Und das ist ja, die mag ich auch nicht so gerne. Nee, sie hat andere, die das, ich sag meine, ich hatte ja schon zwei bei ihr, die wechseln. Ich habe einen jungen Mann hier gehabt, der war drauf. Hello mọi người, hello anh chị em, em sẽ sử dụng màu AN05 nhé. Nặng như cục, đặt nhẹ nhàng đây, ôm bột hai bên này vào, chỉ có bình tĩnh thôi. Rồi. Bột của CM rất là dẻo nhé, nên là anh chị cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đó, rồi ra đây mình vuốt hai cái bên này ôm vào này, mình vuốt hai bên này ôm vào. Bên CM đang có đợt sale rất là lớn Black Friday. Anh chỉ có thể lên trên website order.lamsupply.com hoặc là anh chị có thể đến các supply gần nhất. Còn ở châu Âu thì anh chị có thể liên hệ Facebook Trần Nam, Văn Tài, Bảo Lộc. Đó. Rồi, nhẹ nhàng thôi ạ. Đó, ra đây mình ôm nó vào. Đó, màu của CM này rất là dẻo luôn ạ. Cái phút hiện xin gì ăn ạ. Cô ấy bà khách của cô ở đây báo không chịu người khác làm dân đó bảo bao giờ cô đến. Ja, ja, ich stehe auch im Buch drin, dass die Phoenix mir die Füße macht. Sagen Sie ihr die Bitte. Ja. Cô nói chuyện với bà ấy. Hi, cô giáo Hải. Hi, Phoenix. Hast du mich vergessen? Ich habe heute Termin. Ja. Mình lấy một cục bột này. Donnerstag. Phoenix, đặt ngay ở cái điểm này. Ich stehe im Buch Donnerstag drin. Ôm một hai bên vào nhé. Rồi. Cho bột nó nằm ở giữa và mình ép nhẹ cái silico này thôi, đặt nhẹ nhàng vậy. Đó, mình ôm hai cái bên này vào này. Để làm sao để cho cái shape của mình ấy, nó gọn, tay khách mà to thì mình sẽ làm cái kiểu ôm hai cái bên này vào thật là gọn vào. Đó. Rồi tí nữa mình xũa rũa cho nó dễ. Là chỉ cần đánh búp và dạ. Đó. Màu AL05 này rất là đẹp nhé. Nó màu nhẹ nhàng. Màu nó nhạt cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Hi Harry Nguyễn. Ôm bột vào một chút này. Để làm sao cho bột nó nằm ở trên nhé, đứng ở trên này. Đó, ôm vào hai bên này. Đó. Ôm vào nhẹ nhàng đấy ạ.
không, cố gắng mình làm sao mình vuốt được cái bề mặt này. Bây giờ chị ghét nó, chẳng còn. À, cắt nó đi. Đấy, chị Hương làm gì vãi chê chị. Chị đã xin vãi, nó mặc xuống cái stem. Thì giúp. Nhẹ nhàng thôi. Dạ, chị không làm chân. Mình không bị, mình chỉ bị kê thôi. Xin info bút đắp. Bạn có thể nhắn tin cho mình nhé. Also kann für nichts nicht. Ja, angeblich stehe ich mit Fockeln im Buch, aber ich bin ganz sicher, ich habe mir selbst eingetragen. Mình chỉ bị dị ứng mấy cả găng tay này, mấy cả dị ứng mấy cả kê thôi. Cho nên đi quịt thì mình không bị nữa. Ngày xưa mình có bị khổ lắm. Là nó bị lứt hết cả tay này. Nó lúc nào tay mình nó cũng lứt ra. Rồi là nó bị chảy hết cả nước ra, nhìn kinh lắm. Thật sự luôn, nếu mà mình có đăng mấy lần cái tay mình nó bị rất là lặng luôn ấy. Nhưng mà sau một thời gian thì mình tìm hiểu thì mình bị, mình dùng, mình đắp kê nó bị dị ứng ấy. Và dị ứng cả găng tay luôn. Nên là từ ngày đó là mình sẽ không có dùng kê với cả găng tay nữa. Ít khi dùng, nó có dùng nhưng mà ít lắm, mình không dùng nhiều liên tục tại vì nó sẽ bị, nó sẽ bị ngứa. Đó, đắp này nhẹ nhàng thôi. Rồi. Đấy, nhẹ hai bên này lên cho nằm gọn đây đã. Đè nhẹ cuticle nhé, anh chị nhớ nhé. Làm sao mình đè nhẹ cuticle thôi ạ. Đó, làm sao cho nó mỏng thôi. Hai bên này mình ôm vào này. Kéo ra mình ôm nó vào. Đó. Nhớ là nằm cái cây bút xuống và mình ôm hai cái bên cạnh này này. Để làm sao cho bột của mình nhé. Hai bên này nó gọn vào một xíu, tí nữa mình rũa cho nó nhàn nhé. Với cái xếp almond này mình cố gắng mình cho nó vào đúng cái xếp cho nó dễ. Zeige ich Ihnen, wenn Sie hier sitzen. Không, những cái tay to là cố gắng mình ôm hai cái bên này nhiều vào một chút. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao là nó phải có đủ đầy đủ bột nhá. Nó dày một chút xíu nhá. Thắt nhẹ cái cổ thôi ạ. Thắt nhẹ cái cổ. Nếu con tay mà bị chạm vào cái thịt cũng bị. Rồi, mỗi người sẽ có một cái nó dị ứng riêng bạn ơi. Rồi, hai bên này mình ôm vào này. Đó. Ôm vào chút xíu thôi. Đó, làm sao mình vuốt được hai bên này nó gọn rồi nhá. Tay nó to mà. Mình cố gắng mình làm sao mình vuốt nó gọn vào một xíu. Tí nữa mình rũa cho nó nhàn. Hello tất cả anh chị em. Anh chị em yêu quý có thể cho một chia sẻ nào? Bên CM đang có đợt sale Black Friday rất là lớn nha anh chị nhé. Anh chị có thể đến trên website order hoặc là đến các supply gần nhất của mình. Đó. Anh chị lên website cmsupply.com. Da hätte ich wenigstens geschummelt und geraten. Hoặc là ở châu Âu thì có thể liên hệ là Facebook Văn Tài, Bảo Lộc, Trần Lam là ba bạn nó có bán hàng của CM nhé. Còn anh chị ở Mỹ thì có thể ra các supply gần nhất của mình. Là sale rất là lớn luôn ạ. Rẻ lắm. Komm schon so lange her, da kannst du mir sagen, hier an den Tagen bin ich mehr da, komm dann und dann. Hình bóng của mày, anh đắp vậy à, chơi lại. Không, mình đắp bình thường thôi. Hello chính, hello tất cả anh chị em. Rồi, mình lấy một cục này, anh chị thấy không? Lấy một cục này mình đặt xa cuticle ra một chút nhé. Mình đừng đặt sát nhé. Rồi ôm bột lại cho nó gọn ở trên. Đó. Rồi, chúc cái tay xuống mình đè nhẹ cuticle này. Anh chị thấy không? Làm sao mình đè nhẹ cuticle thôi. Và đừng có mất thời gian với nó nhiều quá. Và hai bên này này, mình ôm bột vào.
nó làm cái bút xuống và mình ôm bột vào. Nhớ là làm bút đừng có đứng như này mà vuốt vuốt nhé, mình nằm xuống. Mình nằm nó xuống, làm sao để mình đắp cho nó gọn được cái xếp của mình. Đó, quan trọng nhất là cái bề mặt nhé, mình cố gắng làm sao cho cái bề mặt móng này này nó mịn đi một chút xíu. Bột của CM rất là dẻo nha anh chị nhé. Hano Tuấn Cọp, bột của CM rất là dẻo. Anh chị cứ thử dùng đi. Bảo đảm là mê luôn. Rồi, ngón cái nó to đúng không? Mình lấy cục bột nó to to một xíu. Rồi, đặt ngay đây này. Bây giờ mình ôm bột này, đẩy nhẹ nhàng cuticle thôi. Đúng không? Làm sao cho cuticle của mình nó thật là mỏng vậy ạ. Rồi, kéo bột xuống hai cái bên này. Nhớ là mình nằm cái bút xuống nhé. Anh chị hay vuốt mà cái bề mặt ấy nó không được đều ấy, thì anh chị cố gắng làm sao làm cái bút xuống, mình kéo dài tay ra. Đó. Có nhiều anh chị ấy, thì vuốt bột ấy, hay đứng cái cây bút này lên để vuốt này, toàn đứng như này thôi này. Đó. Nhưng mà như thế này ấy, thì bột nó sẽ không đi, nó sẽ không đẹp đâu. Nhớ không? Và nó không đi được đều. Anh chị nên nhớ là mình làm sao mình vuốt này, bằng trên này xuống này, anh chị thấy không? Mình nằm cả chổi xuống mình vuốt như này, chứ đừng có đứng như này mình vuốt này. Nó thì cái bề mặt này nó không được có đều được đâu, hai bên bột nó sẽ không đều nhá. Cứ đi nằm thôi. Đẹp trai chứ sao nữa. Rồi, đến phần rửa xếp là sao mình rửa cho nó nhanh đúng không? Khi mình đã lắp nó gọn rồi thì anh chị cố gắng mình rửa làm sao cho nó nhanh nhé. Chứ mình không cần phải quá đẹp đâu. Miễn sao cách bền, cách ok là được rồi ạ. Rồi, hai bên này nhẹ nhàng này. Đó, hai bên này nhẹ nhàng. Nghiêng cây rửa vào một chút xíu thôi. Rồi, nghiêng cái bút và cây rửa vào chút xíu thôi ạ. Rồi, bây giờ mình bo lại cái đầu này. Mình ra cái đầu này, mình bo làm sao cho cái tâm điểm của mình ấy, nó nằm ở trên giữa này. Đúng không? Khi xong rồi, mình đi ở dưới gầm trước đi, một đường thẳng đi. Nhớ là đường thẳng nhé, chứ mình không cần cái độ cong này của nó đâu. Độ cong này tí nữa mình sẽ đi nó sau, mình đi cái đường thẳng trước đã. Và mình sẽ ôm hai cái bên này vào. Đó, đặt nghiêng cái tay ra, ôm hai cái bên này vào. Hai cái bên này, ôm nó vào này. Đó, và mình sẽ đi lại một chút ở trên bề mặt thôi. Chút xíu thôi ạ. Đó, để sao cho cái bề mặt này của mình nó gọn vào. Nhớ không? Ôm lại này. Rồi bây giờ mình đi nằm này. Nằm cái giữa nhẹ nhàng. Từ cái đoạn này thì mình sẽ phải nhẹ nhàng thôi này. Để làm sao? Để cho hai cái đoạn này nó khớp vào nhau này. Và nó có một cái độ cong vừa phải thôi ạ. Nhớ không? Đó. Nó sẽ có một cái độ cong vừa phải thôi. Không phải cong quá đâu. Tại vì đâu phải khách nào cũng người ta cũng chịu làm những cái shape như này đâu ạ. Đó. Khi xong rồi đúng không? Anh chị nhìn thấy nó đã gọn chưa? Gọn rồi. Giờ mình đi lại hai cái bên này một chút xíu nữa thôi. Đó, bo lại cái đầu này một xíu nữa thì nó sẽ cân hết. Đó, cứ bình tĩnh một chút thì là xếp của mình ấy, nó sẽ gọn lại. Đúng không? Đó. Đó. Nhìn thấy không? Này, cái bề mặt này. Đó. Rồi để em rửa nhanh các ngón khác nhé. Hai cái bên này luôn luôn là mình sẽ rửa hai cái bên này trước này. Rồi mình sẽ đi lại cái đầu này, bo lại cái đầu móng này, làm sao để mình xác định được cái tâm điểm để cho nó gọn. Và mình sẽ đi nằm cái cây rửa xuống, mình đi cái đường thẳng thôi. Mình chỉ cần đi cái đường thẳng thôi, chưa cần cái độ cong đâu. Nghiêng rửa hai bên này vào.
Đó. Để làm sao mình ôm gọn hai cái bên hông này, này. Để nó sẽ có một cái độ dốc nhá. Rồi. Nghiêng hai cái bên hông này. Có một độ dốc này và mình đi ở trên bề mặt này chút xíu thôi. Đó. Mình xác định được xong rồi thì mình sẽ đi lại cái đầu này. Nhẹ nhàng thôi. Nhớ là giữa cái chỗ này thì nhẹ nhàng tay thôi nhé. Tay làm sao mình nhẹ nhàng thôi. Cái chỗ này là cần nhất là khi nào anh chị là cần vẩy đấy. Đó. Nó là phù hợp cho những anh chị nào thích vẩy vẩy cái chỗ này này. Rồi. Đi lại hai cái bên này một chút xíu này. Bò lại thôi. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Và phần bề mặt này thì em sẽ không cần phải chạy đâu. Em sẽ oánh chrome luôn. Rồi, hai bên này, tay nó to đúng không? Rồi xong mình bóp nó vào rồi mình sẽ ôm nó không gọn nó vào một chút xíu. Đi ở dưới thẳng đi đã này. Thẳng này. Nói chung là anh chị đi kiểu nào cũng được, nhưng mình phải xác định được là tất cả các thứ ở dưới của mình là nó là thẳng nhé. Và bo lại cái đầu này xong. Đó, hai bên này mình ôm vào. Nhớ là nghiêng cây gió mình ôm vào nhé. Nguyên cái giữa ôm hai cái bên này. Đó, ôm hai cái bên này vào đã này. Rồi, bề mặt này mình đi lướt qua một chút thôi, vốn dĩ nó đã mịn rồi đúng không? Lướt qua một chút là xong rồi đúng không? Đó, thẳng. Và mình bây giờ mình đi lại cái đầu này. Đó, làm sao cho cái đầu này cho nó cong một chút xíu thôi. Một chút thôi nhé, không cần phải cong nhiều đâu. Đó, cong nhẹ nhàng thôi. Đó. Hai bên này mình dũa lại này. Thấy không? Là cái đầu móng này của mình nó sẽ đều và hai cái bên này nó sẽ hơi cong một chút xíu. Đó, có nhiều anh chị mà hỏi em là dũa xếp này làm sao đúng không? Đây là xếp dũa của em làm sao để mình áp dụng cho nó gọn lẹ thôi. Miễn sao nó đẹp là được ạ. Anh chị dũa kiểu gì cũng được, miễn sao mà nó ra đẹp là được nhé. Rồi hai cái bên này ôm vào, hai cái bên này nhớ là ôm cái cây dũa vào, nghiêng ôm vào này. Đó, điểm sao mình lấy được hai cái bên này cho nó gọn vào đã. Rồi cái bề mặt trên này thì mình chỉ cần vuốt qua thôi, vốn dĩ khi mình đắp ấy mình đã làm cây bút mình kéo cho nó mịn rồi ấy, là xong rồi. Rồi như cái đầu móng này một chút xíu thôi. Đó, một chút xíu đấy ạ, một chút xíu thôi. Đó. Rồi giờ mình bo lại hai cái bên này đi, ngón này nó bị chĩa về bên này ấy. Nãy mình gắn tiếp mình đã cố lắn nó thẳng ra một chút xíu rồi. Đó. Ở trên website của CM ấy, đang có đợt sale rất là lớn ấy. Là sale Black Friday rất là to luôn, anh chị chuyển lên trên website order hoặc ở Mỹ thì anh chị có thể đến các supply gần nhất của mình. Mình đi ở dưới trước đi đã, ngón này bên này nó bị bóp vào trước rồi đúng không? Mình đi ở dưới trước đi, lấy được cái đường thẳng đã, bo cái đầu này. Nhẹ nhàng thôi, rồi ôm cái chỗ này vào đã. Đó. Chỗ này nó phình đúng không? Vừa xong nó phình đúng không? Mình đứng cây giữa nên mình kéo vào, khi nào nó chỉ ăn ở chỗ này thôi. Này. Đó, bây giờ mình ôm hai cái đơn bạn này vào, chuyển ra để cho nó gọn nhé. Đó, để cho nó gọn vào. Rồi, mình đi lại cái đầu này đi một chút xíu thôi. Một cái chút xíu thôi ạ. Em nô anh chị em. Hai bên nhau trọn đời. Rồi, giờ mình đi lại cái đầu này một chút nhẹ nhàng thôi ạ. Đó, kéo nhẹ nhàng thôi. Làm sao cái xếp của mình ra thì trông nó sẽ đều hơn. Đó, quay tay lại thì mình sẽ nhìn thấy này. Tất cả các cái xếp của mình nó sẽ tương đồng với nhau một chút. Đó. Còn thằng này nó méo thì nó mình chỉnh sau, không sao cả. Quan trọng nhất là mình cần biết là chỗ nào mình cần đặt giữa này. Đó, nghiêng vào một chút xíu hai cái bên khóe này. Dạ. Uh-huh.
hồ lên. Vậy nếu như làm trên sơn ghen có được không? Được tất cả em ơi, tất cả đều được nhé. Quan trọng là mình sẽ dùng cái tốp gì, mình sẽ dùng cái tốp mát. Nếu mà tốp mát của mình nó bóng quá, nó trơn quá thì nó sẽ không bám. Còn em thì em sẽ sử dụng cái tốp mát của CM này. Tốp mát CM này rất là lì và rất là bám luôn. Nếu mà làm những cái kiểu đấy thì mình dùng những cái tốp mát nó gọi là dạng là nó phải lì, phần sờ nó phải như kiểu nó nhung lắm. Đó thì nó sẽ bám hơn. Nếu mà tốp mát cũng có nhiều loại tốp mát nhưng mà nó sẽ là dạng trơn, đúng không? Tốp mát trơn thì anh chị sẽ không thể nào làm cho bột nó bám lên được. Thì là khi mình quét nó lên nó bám, nhưng mà đến lúc mình phẩy ấy, thì là nó sẽ bị trôi màu này, nó bị trôi màu. Và quan trọng nữa là khi mình tốp lên ấy, thì nó sẽ bị làm sao, nó sẽ trôi theo nem nhem theo cái tốp bóng của mình, thì nó sẽ bị nem nhem thôi. Đó, nên là anh chị sẽ chọn lựa những cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp, đúng không? Nếu anh chị chưa chọn lựa được thì anh chị có thể lên trên website order cmsupply.com. Đó, trên website đang có đợt sale rất là lớn anh chị. Đó, ôm nhẹ hai cái bên này vào một chút xíu nữa. Ừ, để sao cho nó gọn đi đã. Rồi dần đi cái đầu này một xíu thôi. Xíu thôi. Đó. Hello anh chị em có thể cho em một chia sẻ được không? Rồi có cái động lực rồi. Động lực lên chia sẻ cho chị anh chị em mới vô. Nhiều cái nó bổ ích, có ai nhặt được cái gì thì nhặt ạ. Anh ơi có thể làm ra màu đỏ đen, làm được tất cả các màu đậm nhé. Mình nói là làm tất cả các màu đậm đều được nhé. Đó, đỏ đen đều được, đen đỏ đều được hết. Quan trọng là cái sản phẩm mình đang dùng nó có phù hợp không. Đó, mình nên lựa chọn cái sản phẩm nó đúng mình sẽ dùng nó dễ hơn. Mình ôm hai cái bên này rồi. Và trên cái bề mặt này vốn dĩ anh chị đã đi nó mịn đấy, anh chị đi nó nhanh lắm, không mất thời gian đâu, đúng không? Nhiều anh chị thì mình đi nó nhiều, nhưng mà em thì em sẽ đi ít thôi. Quan trọng là nó sản phẩm nó sẽ như thế nào. Em cứ cái gì nhanh là em sẽ làm, cứ cái gì nhanh là em làm. Đó. Mình bo lại cái đầu này, mình xác định như đã này. Anh chị nhớ nhé, làm sao mình bo cái đầu này đi. Và hai bên này, ôm nó vào. Ôm nó cho gọn đã. Đó, ngày nào mình live stream mà. Ngày nào em cũng còn live stream cho anh chị nhé. Dù ngắn dù dài rồi. Đó. Rồi, bạn không bấm vào theo dõi thì bật thông báo lên rồi. Đề nghị bạn theo dõi thì bạn bật cái thông báo lên. Mỗi lần livestream của mình sẽ hiện lên cho bạn rất là nhanh nhất luôn, sẽ thông báo. Anh chị em đừng bỏ lỡ. Đó, hai bên mình rũa này luôn luôn nhá, xếp lại vậy thôi. Mình sẽ rũa hai cái bên này cho nó gọn vào thì mình lấy cái đường thẳng đã. Khi mình lấy được cái đường thẳng rồi thì mình xác định được các cái điểm khác, đúng không? Ví dụ những cái điểm đầu này nó nằm ở giữa cái đường thẳng này. Đó, mình sẽ đa căn là nó nằm ở giữa cái điểm thẳng này, còn các cái chỗ khác thì mình xử lý sau. Rồi, hai bên này nghiêng cái rũa ôm vào. Đó. Có nhiều anh chị em rũa hay bị đau tay, lẹm tay này, chảy máu ở đây này, thì làm sao mình rũa móng dài này hoặc là móng ngắn được. Anh chị nên chú ý cách để tay và làm sao để cho mình đỡ bị đau nhé. Đừng dùng lực nhiều quá, mình nhẹ nhàng thôi. Anh chị thấy không, em đặt tay này. Đó, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Nhưng mà cái chỗ này nếu mà muốn ăn ở đây không, anh chị cần đặt này.
thì anh chị sẽ không bao giờ bị chém vào đây, nó sẽ không bị chảy máu ở bên lạnh vậy. Đừng có để tay ở đây mà dí thì nó sẽ rất dễ bị đứt tay, nó đau lắm. Đó. Nhiều anh chị làm thì vẫn bị những cái lỗi đó. Đó, làm sao mình cố gắng mình sửa đi, sửa đi cho tay mình nó đỡ bị đau, đỡ bị tổn thương, đúng không? Mình đã làm đã công việc đã rất là cả ngày đã rất là đau đớn rồi. Thì làm sao mình giữ lấy cái bàn tay của mình, bàn tay của ai cũng vậy thôi, đều bàn tay triệu đô cả, nên là mình cố gắng mình giữ lại đôi tay. Làm gì thì mình làm nhẹ nhàng thôi ạ. Bàn tay của ai cũng thế thôi, trong cái nghề này bàn tay của ai làm nghề này cũng đều bàn tay triệu đô triệu oi cả, nên là đừng có để cho bàn tay của mình nó quá tổn thương. Con gái em nó bảo là con thấy từ khi theo dõi để anh cảm ơn em, cảm ơn cháu. Em rất vui khi được các anh các chị yêu quý, anh em bạn bè yêu quý, đúng không? Đó, mình làm sao mình làm cho nó chân thật nhất, nó thực tế nhất. Đó, xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là nó phải là giúp cho anh chị nhặt nhạnh được cái gì thì nhặt nhạnh thôi. Đó. Bo lại cái đầu này một xíu mà. Rồi đưa cái tay ra mình đi lại cái đầu này một chút xíu thôi nhé. Để sao cho nó có cái độ cong nhẹ thôi. Cháu không mắt nhìn rồi. Rồi đến cái phần rõ mịn đúng không? Làm sao mình cố gắng mình chạy cho nó nhẹ nhàng thôi nhé. Rồi đẩy cái ngón tay lên này, mình đi số nhỏ thôi, chỉ số 2 đến số 2,5 thôi nhé. Mình đi này, lướt nhẹ nhàng thôi. Nhớ là lướt nhẹ nhàng thôi, đừng có tì. Đừng có tì cây mịn nhé. Làm sao mình cố gắng đi nhẹ nhàng thế. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Đúng không? Càng nhẹ nhàng thì mình sẽ càng thấy nó rất là mịn. Rồi mình đi này, nhẹ nhàng thôi. Thật sự là nhẹ nhàng thì cái cuticle mình ấy, nó vừa mỏng nó vừa tròn đúng không? Mình vừa chỉnh được. Dinh, hello anh chị em. Đó, nhẹ nhàng thôi ạ. Trên website đang có đợt sale Black Friday rất là lớn nha anh chị nhé. Lớn cực kỳ luôn ạ. Rất nhiều mặt hàng rất là được giảm giá, rất là sale rất là lớn, nên anh chị có thể mua trên website order cmsupply.com hoặc ở anh chị ở Mỹ thì anh chị có thể đến các supply gần nhất. Còn ở châu Âu thì anh chị có thể liên hệ Facebook của Trần Nam, Văn Tài, Bảo Lộc. Còn khó hơn nữa mà không tìm được các bạn ý thì anh chị cứ nhắn tin cho em sẽ hỗ trợ anh chị về để có thể cho giúp anh chị tìm người dễ hơn, đúng không? Đó. Đó. Mình đi mịn thì nhớ này, nhẹ tay thôi ạ. Anh chị càng làm nhẹ tay nhé thì tí nữa anh chị làm cái gì nó cũng đẹp hết á. Tí nữa em sẽ đánh chrome lên.
Thì em sẽ đánh chrome lên nhé. Đó. Đi khi cổ này thật là nhẹ nhàng thôi nhé. Nhẹ nhàng thôi thì là nó mới mịn và làm sao nó mới tròn được ạ. Anh chị mà cứ tì mịn nhé thì nó sẽ không được tròn đâu. Nó sẽ hay bị vắt lắm. Và mình cố đắp dày quá nó cũng bị vắt nhé. Nên là làm sao mình cố gắng này, khi đắp ấy, mình đưa nó vào nó mỏng đủ thôi, đừng cần dày quá, không cần dày đâu. Mình làm khách ấy, thì mình làm nó xa xa ra một xí cũng được, không sao cả, nhưng mà nó phải mỏng đủ bột thôi. Đúng không? Mình làm khách mình chỉ cần làm xa xa nó đủ bột tròn sát là được, mỏng thôi ạ, không cần phải dày đâu. Đó. Còn anh chị làm mẫu làm miếc muốn chụp ảnh đẹp ấy, thì nó sẽ mất công hơn. Mà anh chị phải đi khi cổ nó nhiều hơn đúng không? Nhưng mà như này ấy, mình làm mỏng như này nó xa, nhưng mà anh chị chụp ảnh lên ấy, thì nó cũng rất là đẹp luôn, tại vì nó sát, nó mỏng ấy. Thì nó không có căng, nhưng mà nó rất là sát, nó rất là mỏng và nó nhìn trông nó đều ạ. Đó là cái mẹo làm sao để giúp anh chị nó tốt hơn. Oh. Tay tay luôn. Đúng không? Làm sao mình đi được khi cổ này là ngay từ lúc đầu mình đắp bột đúng không chị? Thấy em đấy, em đẩy vào rất là nhẹ đúng không, mình không mất thời gian chăm sóc nó quá nhiều vì nó đã nằm ở đấy rồi, nó rất là mỏng. Rồi. Dạ mình đang làm việc ở Đức ạ, châu Âu ạ, miền đất hứa cho các bạn, nhưng bây giờ nó hết miền đất hứa rồi. Bây giờ châu Âu sang đây là chủ yếu là thật sự là rất là khổ luôn các bạn. Các bạn sang đây xác định sẵn đi, đừng nghe các cò mối rồi là đủ các kiểu. Người ta nói tư vấn sang đây dễ kiếm tiền, tháng 100 triệu, nhưng mà cũng có tháng 100 triệu thật. Chứ không phải là không có tháng 100 triệu, nhưng mà làm việc đến từ nhà cái từ châu Âu ạ. Đó. Nên là anh chị là cố gắng mới mà có ý định sang đây thì mình phải xem lại, đừng có tập trung về cái miền đất hứa này, nó quá nhiều, nó bây giờ nó bị khủng hoảng rất là nặng luôn. Thợ giỏi còn thất nghiệp chưa nói đến là các bạn mới ra nghề vài tháng rồi chưa xin được việc đâu. Nó nên làm sao mình cố gắng mình định hướng cho nó tốt, đừng nghe dụ dỗ. Châu Âu bây giờ nó không còn, Đức nó không còn là cái miền đất đẹp nữa rồi, giờ nó bị chuyển sang cái miền miền lang thang rồi, nhiều lắm á. Hình như là ở nước nào cũng vậy thôi, nhưng mà em thấy nước Đức là nó đang bị nhiều nhất. Các nước khác nó có nhưng mà nó chỉ là ít thôi. Nhà cái ở châu Âu có em ơi. Công việc đến từ nhà cái từ châu Âu rất là đơn giản thôi ạ. Việc nhẹ lương cao. Như thầy phải hơn một chút để nói cho em có động lực. Cái này thì mình cũng nói thật, chia sẻ thật là tùy theo tay nghề của mỗi anh chị em thôi, đúng không? Làm sao mình, nếu mà có một tay nghề tốt ấy, thì anh chị sẽ là không bị sợ. Nhưng quan trọng tay nghề vẫn là một chuyện, còn quan trọng là do cách anh chị đối xử nữa, ứng xử nữa. Rồi mình so trong công việc nữa, rồi do tính cách nữa. Nếu anh chị ở yên một chỗ thì anh chị sẽ không bao giờ sợ thất nghiệp nhiều đâu. Còn anh chị mà cứ nghe các anh chị chủ đại gia đăng bài nên tìm người làm toàn 5-6k rồi anh chị nhảy lên chỗ làm ấy, thì đến lúc anh chị lại bị người ta hắt ra thôi. Dạo này em không thấy anh chị chủ nào bao lương 5-6k up tuyển thợ nữa rồi. Mỗi một đợt gần hè là anh chị làm cho bọn em hoang mang quá, hoang mang thật sự luôn ấy.
cần người làm không? Chỗ anh thì không cần, chỗ anh còn đang thừa thợ đây này. Mình quay lại cái sếp mình nhìn xem là nó đã ok chưa. Ôi giời, nó cũng là vào tạm rồi đúng không? Ok rồi. Bây giờ nó thất nghiệp nhiều lắm nên là mọi người làm sao thì cho nó xác định sẵn cái tư tưởng đi. Có tay nghề tốt thì các bạn sẽ phải ở yên một chỗ, đừng có nhảy, đừng có nghe lời dụ dỗ của mấy anh chị chủ đang cần thợ, gọi là mùa vụ thôi. Anh chị toàn đăng lên những quả lương gọi là toát mồ hôi luôn để cho các bạn nghe theo thôi, rồi đến lúc rồi lại thất nghiệp. Một dàn như bây giờ nhiều lắm, nhiều thất nghiệp lắm. Cứ ở gần đây kiểu gì nên người hay không thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn có một điều là bạn sẽ học được cái từ nhẫn. Từ nhẫn, mình có một từ nhẫn thôi, chỉ có đúng một từ nhẫn thôi. Làm cái gì mình phải nhẫn. Cơ hội thì ai cũng có cơ hội. Rồi, bây giờ em sẽ bôi thuốc khoát lên em bánh chrome nhé. Nào, mình bôi thuốc khoát bao nhiêu lâu đúng không? Mình bôi bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Nó anh chị sợ cái bề mặt này nó không được mịn đúng không? Thì mình đánh hẳn túc, đánh hẳn chrome xem là nó có mịn không nhé. Đó. Có nhiều anh chị nói là mình đi mịn nhưng nó sẽ không được mịn đâu. Nó không làm gì được đúng không? Quan trọng là cái cách mình chạy mịn làm sao cho nó đều này. Mình đánh khi mịn mình nó đã đều rồi thì anh chị làm cái gì nó cũng được ạ. Mình bôi thuốc khoát lên nhá. Anh chị hơ bao nhiêu giây ạ? Em thì em sẽ hơ áng chừng khoảng tầm 15 đến 20 giây đúng không? Mình bỏ lên mình đánh để cho thuốc khoát của mình cho cái bề mặt cho nó bóng. Mình mà hơ lâu quá nó cũng trơn ấy. Nó cũng trôi đi hết thôi. Nó sẽ không có đều. Đúng rồi, từ đó học rất là lâu đúng không? Anh chị nào mà đánh chrome nó không được bền ý, hay bị bong chóc thì anh chị cố gắng nhé. Làm sao cái lớp đầu tiên mình bôi này, cố gắng mình không được bao đầu bao điếc gì cả. Không có bao một cái gì đâu nhá. Nhớ là không có bao đầu đúng không? Rồi, cho vào hơ khoảng tầm 20 giây. 20 giây. Đúng. Anh chị đếm cho em nhá, 20 giây nhá, mình bỏ ra. 20 giây là mình sẽ tốt được. Đó, mình sang ngón thứ hai này. Hít cái phong hát. Không biết. Dạ. Dạ, pho dịch chứ. Pho. Dạ. Đó, mình để nguyên ở đó. Đó, nhanh đúng không? Nếu đánh như vậy thì mình sẽ nhanh hơn. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Nhớ là không bao giờ bao đầu trước thì nó sẽ không bị bong nhá. Anh chị hay bị cái nỗi là làm sao nó bị bong đúng không? Thốt quát của CM này sẽ không bao giờ bị bong. Đó. Quan trọng là do cái thốp ấy, thốp của CM thì sẽ không bao giờ bị bong nha anh chị nhé.
Nên chị cứ yên tâm một điều rằng là dù oánh thế nào đi nữa cũng phải giữ được đến 6-7 tuần. Không có bong được đâu ạ. Rất là bóng luôn ạ. Rất là bóng luôn. Rồi đúng không? Bỏ lên mình đánh thôi. Chấm chrome lên này. Ui trời ơi. Đó. Đúng không? Nhẹ nhàng thôi nhá, không cần phải mạnh đâu. Mình chấm nó lên đi nhẹ nhàng thôi. Đó. Chrome của mình cái bề mặt này nó sẽ bóng. Nếu mình hơ lâu quá thì nó cũng không có được. Không có được bóng đâu. Thấy không? Nhẹ nhàng thôi ạ, không cần phải hơ ấn nó mạnh tay đâu. Mỗi độ cái chổi này nó bị đơ đơ rồi. Đó, nó như thế nào? Về mặt này. Bông rất là đẹp nhé. Chổi này nó bị hỏng rồi. Đó, anh Chrome này rất là dễ đúng không? Đó, cho anh chị nào mà cảm thấy Chrome nó khó khăn đó, thì mình cứ đi nhẹ nhàng thôi, nhẹ tay thôi ạ. Càng nhẹ tay oánh cái bề mặt này nó lại càng bóng đó, tí nữa mình phủi nó đi. Chrome đẹp đúng không? Màu rất là đẹp luôn. Nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nhàng thôi. Chrome xịn nhá. Xịn. Dễ xịn phải. Dạ. Xịn đó. Liebe Chrome. Ừ, giống một dạng, màu giống một dạng. Đó, nhẹ nhàng thôi ạ. Thật là nhẹ nhàng, tình cảm. Mình cứ đi nhẹ thôi, không cần phải miết mạnh đâu. Miết thật là nhẹ. Hơ hơ trên bề mặt nó thôi. Lên sổ màu xuôi. Dạ. Bóng ngán luôn. Thật là nhẹ nhàng. Hết sức là nhẹ nhàng. Rồi. Hết bình thường. Chrome này nó nằm ở trong cái hộp metal chrome này nhé. Anh chị có thể nhìn trên website order. Rồi, mình phủi đi. Đó.
lấy cái cây bút này phủi sạch sẽ đi rồi mình thốt khoát lên là xong, đúng không? Đó, nhìn thấy cái bề mặt đấy nó không bị lồi lõm, mình đánh chrome nhá. Nếu mà tất cả các cái bề mặt ấy, nếu mà mình mà nhìn ấy, mà nó nổi lõm này, anh chị sẽ nhìn thấy ngay mà khi mình đánh chrome lên nó có bị hay không. Không cần phải sơn đâu, không cần phải làm gì cả, quan trọng nhất là mình đánh chrome lên là nó sẽ lộ hay không. Rồi giờ mình bôi thuốc quát lên. Thuốc quát của CM thì rất là rất là bóng luôn. Đó, đến cái lớp này thì mình mới bao lại cái đầu này. Thấy không anh chị, thấy không? Mình bo lại cái đầu thì chrome của mình nó sẽ nằm không bao giờ nó bị bung nhé. Ich kitzel mein Haar im Gesicht. Anh chị nhớ nhé, là nó không bao giờ nó bị bung đâu. Muss man immer aufpassen, dass man nicht mit den Nägeln geht. Đừng sờ lên mặt. Đó. Đó. Trên website của CM Supply ấy, đang có đợt sale rất là lớn Black Friday. Anh chị có thể lên trên đó order. Hoặc anh chị ở gần các supply nào của CM thì anh chị có thể qua đó. Làm sao mình sắm được cho mình những cái đồ dùng ưng ý mà đang có đợt sale lớn lắm. Lớn thật sự luôn ấy. Chrome này là xóa tan đi mọi cái câu hỏi là mình chạy là đi mịn đấy không, không cần nhám nó có mịn không, đúng không? Quan trọng là cái cây mịn của bạn nó có đủ mịn không, cách mình chạy mịn nó có mịn không thôi. Đó. Chị em rất là đẹp ha, đẹp dã man luôn. Đó. Màu lên mình sẽ sử dụng màu AL05 nhé, chrome top quát. Đó, những cái đồ mình cần dùng. Rồi anh chị tí nữa có thể cho khách nó đi rửa tay cũng được. Có đốm nó gọi là sao? Ôi, sao nó lại đẹp thế này. Đó. Đơn giản đúng không anh chị? Đó. Đó. Mình làm sao mình làm cho nó
Sáng cái chrome đẹp như thế này, không sáng nữa thì toang luôn. Tội tay bài, tay bài bị lệch ấy, để không có được. Đó, dạ, ok, cái nào. Anh chị em nhìn nó có đẹp không? Thôi em chào anh chị nha, chúc anh chị xem live vui vẻ.